Kính mời khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua tuyên bố tiếp tục giảm lãi suất với lý do lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone đang được kiểm soát. ECB thông báo hạ lãi suất xuống 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiền gửi về còn 3,25%. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp của ECB trong năm nay. Khi lạm phát tháng 9 vừa qua, ở Eurozone giảm xuống mức 1,7%, thấp hơn mức 2,2% của tháng 8, chủ yếu nhờ giá năng lượng giảm. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm, tốc độ lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu 2% của ECB. Lạm phát được dự báo tăng nhẹ vào cuối năm nay, nhưng sau đó sẽ dao động quanh mức mục tiêu 2% của ECB. Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde khẳng định, ECB không nhận thấy nguy cơ suy thoái, nhưng cảnh báo rủi ro từ căng thẳng địa chính trị gia tăng. Niềm tin suy giảm có thể làm chậm tốc độ phục hồi của tiêu dùng và đầu tư, rủi ro địa chính trị xung đột ở Ukraine và Trung Đông cũng có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu. Theo báo cáo công bố sáng nay của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng 4,6% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức dự báo 4,5% của các chuyên gia kinh tế được Reuters thăm dò. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức tăng trưởng 4,7% của quý 2. Trên cơ sở so sánh theo quý, quý 3 chứng kiến sự tăng trưởng 0,9%, cao hơn mức 0,7% trong quý 2. Trung Quốc đang phải chịu áp lực không nhỏ khi người dân và giới chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mà chính phủ nước này đề ra cho năm nay. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, việc đạt được mục tiêu này dường như là một thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh tâm lý tiêu dùng suy giảm và thị trường bất động sản, một trong những động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn đang trong tình trạng ảm đạm. Trung Quốc đã tung ra hàng loạt biện pháp kích thích kinh tế trong những tuần gần đây, mục tiêu là nhằm tiếp thêm sinh khí cho nền kinh tế đang trì trệ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Theo dữ liệu thăm dò của hãng tin Reuters, lần đầu tiên trong 5 tháng lạm phát giá tiêu dùng tháng 10 năm nay tại thủ đô Tokyo có khả năng thấp hơn mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt lõi tháng 10 năm nay tại Tokyo dự kiến tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2% của tháng 9. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng chỉ số này không đạt mục tiêu 2% của BOJ. Theo các nhà kinh tế, CPI giảm chủ yếu do động lực tăng giá thực phẩm yếu đi và tốc độ phục hồi chi tiêu của người tiêu dùng vẫn chậm, dù tiền lương tăng đáng kể. Cuộc thăm dò cũng cho thấy tăng trưởng CPI cốt lõi toàn Nhật Bản không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động đã chậm lại ở mức tăng 2,4% vào tháng 9. Theo một cuộc thăm dò khác cũng của Reuters, BOJ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách cuối tháng 10 ngân hàng này nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất hiện tại ở mức 0,25% đến cuối tháng 12 và sẽ tăng lên 0,5% vào cuối tháng 3, 2025. Ayala, tập đoàn lớn nhất và lâu đời nhất Philippines, thông báo sẽ bán 50% cổ phần tại Min, công ty công nghệ tài chính điều hành thương hiệu với điện tử Zcash cho tập đoàn điện tử Mitsubishi của Nhật Bản. Thương vụ trị giá 18,4 tỷ peso, tương đương 318,89 triệu đô la Mỹ. Ayala cho biết Mitsubishi sẽ mua lại cổ phần bằng cách mua 50% AC Venture do Ayala sở hữu. Ayala sở hữu 13% cổ phần tại Min thông qua AC Venture. Philippines là một trong những thị trường công nghệ tài chính phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, trong đó Min dẫn đầu thông qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số như Zcash. Việc Ayala bán cho Mitsubishi cho thấy sự định vị lại chiến lược để nâng cao năng lực và phạm vi tiếp cận thị trường của Min. Tuần trước, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Martha Sojon cho biết, Min không có kế hoạch cụ thể nào cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trọng tâm của công ty là phát triển hoạt động kinh doanh. Công nhân tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp hôm qua bắt đầu đình công để phản đối kế hoạch bán công ty con Opella cho một doanh nghiệp Mỹ, công ty Clayton Dubular and Dry của Mỹ. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp và Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp đại diện cho công nhân Sanofi cho biết, đình công bắt đầu lúc 5 giờ chiều qua và dự kiến kéo dài đến hết hôm nay. Công nhân lo ngại nếu thương vụ trị giá 16 tỷ đô la Mỹ này thành công. Opela được bán cho công ty Gleiston Dubillier Riley của Mỹ thì 1.700 việc làm ở Pháp sẽ bị ảnh hưởng và Opela sẽ rơi vào tay người nước ngoài. Một công nhân đình công cho biết Công ty phải ở Pháp thuộc về người Pháp, ngành công nghiệp Pháp đã từ bỏ nhiều thứ, chúng tôi không thể tiếp tục từ bỏ hy vọng. Opela nổi tiếng với thuốc hạ sốt Doliprane, sản phẩm bán chạy nhất tại Pháp. Ngoài công ty Mỹ còn có công ty trong nước PAI Partner muốn mua lại Opela nhưng đã bị Sanofi từ chối. hãng thiết bị viễn thông Phần Lan Nokia hôm nay thông báo lợi nhuận hoạt động quý 3 năm nay tăng gần 10% cải thiện so với mức giảm 30% của quý trước đó. Nokia cho biết, thị trường Bắc Mỹ có dấu hiệu tăng trưởng sau nhiều năm yếu kém, nhờ đó lợi nhuận hoạt động quý 3 của hãng đạt 454 triệu euro, 492 triệu đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị phần của Nokia tại khu vực này gần đây đi xuống do để mất hợp đồng với các nhà mạng Verizon và AT&T. Nokia từng thống trị thị trường điện thoại toàn cầu thập niên 90, tuy nhiên việc chậm đổi mới trước sự xuất hiện của các đối thủ đã khiến hãng tụt hậu từng dẫn đầu trong mảng thiết bị viễn thông toàn cầu, hiện Nokia tập trung vào mảng thiết bị mạng và phần mềm. Thủ quyền phố Wall tăng điểm trong phi giao dịch hôm qua khi các nhà đầu tư lạc quan với hồi phục của cổ phiếu chip. Đầu bài chính là từ báo cáo doanh thu vượt kỷ lục của hãng chip lớn nhất thế giới TSMC. Khép phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,37% lên 43.239,05 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng thêm 0,03%, chốt phiên 18.373,61 điểm. Các chỉ số chuẩn khác của phố Wall hầu như không thay đổi, trong khi S&P 500 giảm nhẹ 0,02%, chốt ở mức 5.841,47 điểm. Cổ phiếu chip dẫn đầu phiên giao dịch hôm qua sau khi TSMC báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vừa qua khả quan và nâng dự báo doanh thu trong 3 tháng cuối năm. Cổ phiếu của TSMC đóng cửa tăng 9,8%. Chiến lược gia trưởng Michael Brin của công ty Simply Free Access Management cho biết sự quay trở lại với các tên tuổi công nghệ lớn chỉ đơn giản là các nhà đầu tư đang trở lại trạng thái bình thường của họ. Điều này có vẻ giống như một điều bình thường hơn là sự mở rộng, đảo ngược hoặc bất kỳ điều gì quan trọng tương tự. Dữ liệu mới về nền kinh tế được công bố hôm qua cũng thúc đẩy giá cổ phiếu, Số liệu bán lẻ ở Mỹ tháng 9 vừa qua cho thấy chi tiêu của người dân vẫn mạnh, với mức chi tiêu hàng tháng tăng 0,4% so với mức dự báo của giới chuyên gia là 0,3%. Doanh số không bao gồm ô tô tăng vọt 0,5%, cao hơn nhiều so với dự báo 0,1%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 10 cũng thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, chuyên gia Prin cho biết, sự điều chỉnh theo mùa chủ yếu là nhờ vào số liệu bán lẻ mạnh, và đà tăng giá cổ phiếu có thể được hiểu là do sự lạc quan của nhà đầu tư. Nếu bạn nhìn vào năm nay so với năm ngoái trên cơ sở không điều chỉnh theo mùa, các số liệu phần lớn là bằng phẳng. Vậy tôi có thể diễn giải nó là dữ liệu mạnh hơn đáng kể không? Không hẳn. Nhưng điều quan trọng là cách thị trường diễn giải nó và thị trường rõ ràng muốn nhìn thấy nó theo hướng tăng giá ngay bây giờ. Trên thị trường năng lượng, khép phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 0,4% lên 70,367 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu Ren biển Bắc tăng 0,31%, chốt ở 74,45 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu tiếp tục tăng sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu của Mỹ giảm 2,2 triệu thùng, xuống còn 420,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào 11 tháng 10. Ngoài ra thị trường còn chịu tác động của xung đột chính trị ở Trung Đông. Chuyên gia Rebecca Babin tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada nhận định: Hoạt động giao dịch dầu thô vẫn diễn biến phức tạp khi thị trường cố gắng diễn giải những diễn biến ở Trung Đông. Các diễn biến trên khiến giá dầu giao dịch khá biến động trong suốt phiên hôm qua. Theo kết quả xem xét phân loại thị trường trái phiếu các nước định kỳ, FTSE Russell, đơn vị quản lý chỉ số trái phiếu chính phủ thế giới, WGBI của Anh đã chính thức công bố trái phiếu chính phủ của Hàn Quốc sẽ được thêm vào WGBI từ tháng 11 2025 việc Hàn Quốc gia nhập vào một trong ba chỉ số trái phiếu lớn nhất thế giới sẽ thúc đẩy kỳ vọng về dòng vốn nước ngoài tiềm năng chảy vào thị trường trái phiếu trong nước. Hàn Quốc đã đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của WGBI về chất lượng thị trường, thanh khoản và khả năng tiếp cận thông qua các cải cách như kéo dài giờ giao dịch ngoại hối và đơn giản hóa thủ tục đăng ký nhà đầu tư nước ngoài. Đánh giá về việc trái phiếu chính phủ được đưa ra chỉ số trái phiếu lớn nhất thế giới, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng sẽ có những tác động kinh tế to lớn Dự kiến việc được đưa vào chỉ số trái phiếu chính phủ thế giới sẽ thu hút dòng vốn khoảng 75.000 tỷ won từ các nhà đầu tư toàn cầu. 75.000 tỷ won, khoảng 55 tỷ đô la Mỹ, đến từ việc lấy 2,2 chỉ số của Hàn Quốc trong chỉ số liên quan đến khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ tổng vốn. Chỉ số này được các nhà đầu tư tổ chức lớn theo dõi chặt chẽ và khi trái phiếu của một quốc gia được đưa vào, những nhà đầu tư này có khả năng sẽ mua chúng để đảm bảo danh mục đầu tư của họ phù hợp với chỉ số dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến lãi suất. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Choi sang Rock cho biết, lãi suất dự kiến sẽ ổn định, giảm chi phí huy động vốn cho người dân và doanh nghiệp. Nhu cầu trái phiếu cao hơn làm giảm lợi suất vì các nhà đầu tư chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để ổn định. Viện Tài chính Hàn Quốc dự kiến việc được đưa vào WGBI sẽ làm giảm lãi suất trái phiếu chính phủ từ 0,2% đến 0,6%, giúp trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn hơn và giảm chi phí huy động vốn của doanh nghiệp. Các nhà phân tích cũng dự đoán thị trường ngoại hối sẽ ổn định hơn. Giáo sư kinh tế Jang Jun Sok tại Đại học Công giáo Hàn Quốc nhận định, thị trường tiền tệ Hàn Quốc tỷ giá của đồng won có xu hướng biến động một phần vì thị trường hối đoái won đô la Mỹ quá nhỏ. Điều này có nghĩa là bất kỳ giao dịch lớn nào cũng có thể khiến thị trường biến động, do đó một thị trường lớn hơn có thể ổn định tỷ giá hối đoái của đồng won. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.